Sách sáng thế ký chương 38 Juda lập gia đình Juda lìa gia đình xuống Adulam trọ tại nhà Hira phải nông một thiếu nữ Canaan con gái của Sua Juda cưới nàng làm vợ hai vợ chồng sinh được đứa con trai đặt tên là Ezer nàng thọ thai nữa sinh một con trai đặt tên là Onan lại thêm một con trai đặt tên là Sela. Juda đang ở Kesip thì vợ sinh. Juda cưới vợ cho Er, con trưởng nam mình. Cô này tên <laughs> cô này tên Tama, nhưng Er là người gian ác nên bị Chúa phạt phải chết sớm. Juda bảo Onan, con phải ăn nằm với Tama và sinh con nối dõi cho anh đúng theo luật định. Nhưng Ô Lan biết nếu có sinh con cũng không thuộc về mình nên cứ xuất tinh ra ngoài cho Tama đừng thụ thai. Hành động ấy không đẹp lòng Chúa nên Ô Lan cũng phải chết sớm. Juda bảo Tama con cứ về nhà cha mẹ ở quá đợi chờ một thời gian cho đến khi Sê-la khôn lớn vì ông sợ không khéo Sila cũng chết luôn như hai anh nó. Tama vâng lời về nhà cha mẹ. Sau một thời gian, vợ Juda qua đời. Qua kỳ tang, Juda rủ Hira đi thêm na thăm các công nhân chuyên hớt lông cừu của mình. Được tin ông ra sắp đến thêm la để hớt lông chiên, Tama liền bỏ quần áo quả phụ, hóa trang, mang mạng che mặt và đến ngồi bên cổng thành Ê e Nam. Trên đường đi Thim Na, hy vọng được ông gia mình kết hợp với Sena vì chàng đã khôn lớn. Juda đến nơi thấy Tama che mặt, không biết là dâu mình, tưởng lầm là gái mãi dâm. Ông đến bảo muốn ngủ với cô ta. Tama hỏi, ông cho tôi bao nhiêu? Juda đáp, một con dê con. Tama đề nghị Ông phải đặt cọc một cái gì trước khi gửi dê đến cho tôi chứ Đặt cọc gì đây? Cái nhẫn, sợi dây và cây gậy trong tay ông đó là được rồi Judah đồng ý Do đó Tama thụ thai Nàng đứng dậy về nhà mặc lại chiếc áo quả vụ Judah nhờ Hira đem chiên con đến ê e nam để thu lại các vật đặt cọc nhưng hira tìm mãi không thấy người đàn bà ấy hira hỏi dân chúng ê nam cô gái mãi dâm thường ngồi bên lề đường tại ê e, nam đi đâu rồi họ đáp ở à đây làm gì có gái mãi dâm hira quay về báo cáo cho juda tôi tìm nó không được hỏi dân chúng thì họ quả quyết rằng trong thành không có gái mãi dâm juda đáp thôi cứ để nó giữ các thứ ấy cũng được đừng để người ta chê cười chúng ta tôi đã đúng hẹn gửi chiên cho nó mà anh tìm nó không được thì đành chịu vậy ba tháng sau có người đến bỏ cho juda tama con dâu ông làm điếm nên chửa hoang rồi juda nổi giận quát đem nó thiêu sống đi tama bị bắt ra gian hỏa thiêu liền nhờ người đem các vật đặt cọc trình cho juda xin cha xét lại xem các vật này của ai đây con tụ thai với người đó juda giật mình nhìn nhận tama phải lẽ hơn ta rồi chỉ vì ta đây không chịu cho sê lấy nó như luật định từ đó juda không ăn ở với tama nữa đến ngày sinh tama sinh đôi một đứa sắp lọt lòng mẹ cô hộ sinh cô sợi chỉ đỏ vào tay nó nhưng nó rút tay vào thấy đứa kia ra trước cô hộ sinh ngạc nhiên. May ở đâu mà sông ra đây? Vì thế người ta đặt tên là Ferret, có nghĩa là sông ra. Em nó lọt nòng sau, tay vẫn còn sợi chỉ đó, được đặt tên là Sera.